Ngay sau đây thì Quang Quý sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị những thông tin cụ thể về dự án đang rất được mong đợi này. Chào mừng quý vị đến với cuộc hành trình kiến tạo nên một đô thị xứng tầm tại La Di, Bình Thuận. Dạ vâng ạ, và lý do tại sao chúng tôi lại lựa chọn La Di? Như quý vị cũng có thể thấy trong phần chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D DKRA Việt Nam, La Di hiện đang sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn. Hiện tại, thị xã La Di đang được định hướng nâng cấp lên thành phố trong giai đoạn 2020-2025 và được xác định là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật, thương mại, dịch vụ và du lịch. Ngoài ra thì còn là trung tâm phát triển kinh tế biển, công nghiệp tập trung, khai thác, chế biến hải sản, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử cấp vùng và đô thị hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội vùng phía Nam ở khu vực tỉnh Bình Thuận. Và thêm vào đó, cảng cá La Di là một trong những cảng cá biển lớn nhất ở Bình Thuận và cả khu vực ạ. Nơi đây hiện đang được quy hoạch để có thể phát triển là trung tâm dịch vụ kinh tế biển. Ngoài ra thì một số hạng mục về hạ tầng cũng đang được đầu tư nâng cấp, tạo đà cho sự phát triển đột phá của thành phố cảng biển này trong tương lai. Có thể kể đến một vài điều như là, đầu tiên là tái khởi công xây dựng sân bay Phan Thiết, đạt công suất ước tính là 2 triệu lượt khách một năm quý vị nha. Tiếp theo đó là khởi công cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết, được chốt chính thức vào tháng 9 năm 2020. Ngoài ra nữa là có dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A, quốc lộ 55, quốc lộ 28, 28B hay là xây dựng các trục đường quan trọng nối trực tiếp với các đường cao tốc này. Và chúng ta thấy là ở những năm gần đây thưa quý vị, hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận đã đầu tư nâng cấp trục đường ven biển kéo dài từ thành phố Vũng Tàu đến Mũi Né đúng không ạ? Từ đó mở ra cơ hội đầu tư cho du lịch nghỉ dưỡng. Khi mà tuyến đường ven biển hình thành thì thị xã La Di sẽ là điểm trung tâm giữa Vũng Tàu và Mũi Né. Và khi đó sẽ thúc đẩy tiềm năng du lịch còn sơ khai của thị xã La Di. Tuy nhiên thì ở La Di hiện nay đang thiếu các khu dân cư hiện đại được quy hoạch bài bản, rồi cả khu trung tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí xứng tầm với định hướng cũng như là tiềm năng phát triển của khu vực đúng không ạ? Chính bởi vì vậy thì tập đoàn Danh Khôi đang mong muốn kiến tạo nên một công trình mang ý nghĩa biểu tượng, sẽ góp phần thay đổi diện mạo và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của địa phương với định hướng phát triển thành phố La Di trong tương lai. Và lấy nguồn cảm hứng từ các đô thị cảng biển trên thế giới và ngay tại Việt Nam của chúng ta thôi ạ. Quý vị có thể là nhìn thấy là sự phát triển vượt bậc của một số thành phố cảng biển ở trên thế giới. Quang Quý kể đến như là ở Marseille của Pháp chẳng hạn, hay là một thành phố xinh đẹp khác ở khu vực Đông Nam Á, và nói chắc là rất là quen thuộc với chúng ta, đó chính là Pattaya của Thái Lan. Nếu như mà quý vị tìm hiểu, chúng ta cũng có thể thấy là, và sẽ bất ngờ nha, khi mà Pattaya trước kia là một làng chuyên nghề đánh bắt cá, và không được sầm uất như ngày nay đâu ạ. Nhờ vào tiềm năng phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch, thì hiện nay Pattaya đã trở thành trung tâm du lịch với đa dạng các loại hình giải trí. Gần hơn đi ạ, với chúng ta thì có là Nha Trang nè, đó, hay là gần hơn nữa một chút xíu là thành phố biển Vũng Tàu. Nhìn vào những thành phố này thì chúng ta có thể thấy một điểm chung thưa quý vị, là những nơi có bãi biển hay là cảng biển đều có tiềm năng phát triển rất lớn và từng bước thay đổi có thể nói là lột xác một cách ngoạn mục. Nhất là khi được đầu tư nâng cấp về hạ tầng giao thông cũng như là khai thác tiềm năng các dịch vụ kinh tế biển. Với những tiềm năng phát triển dịch vụ kinh tế biển nè, rồi sở hữu cảng cá lớn nhất khu vực đang được nâng cấp lên thành phố cùng với hàng loạt những dự án nâng cấp về hạ tầng giao thông, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở để hy vọng rằng ở trong tương lai gần, La Di cũng sẽ có sự phát triển vượt bậc như là Pattaya, Nha Trang hay là cả Vũng Tàu. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã kiến tạo nên phức hợp đô thị thương mại dịch vụ du lịch biển đầu tiên tại La Di, mang tên La Di New City. Cũng giống như là ở Pattaya hay là ở Nha Trang, Vũng Tàu trong thời kỳ đầu, thì La Di đang trong cái quá trình chuyển mình, nâng cấp để trở thành một phiên bản xuất sắc hơn nữa. Và trong quá trình đó thì La Di New City sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực cũng như khởi đầu cho sự phát triển của một đô thị năng động, hiện đại, là trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch như kỳ vọng của chúng ta. La Di New City mang ý nghĩa biểu tượng của một đô thị thương mại giải trí sôi động và sầm uất bậc nhất, tạo nên giá trị sống thịnh vượng, nâng tầm phong cách sống cho cư dân tương lai. Lần đầu tiên tại La Di thì một không gian sống mang đậm hơi thở của đại dương được tái hiện trong một công trình tuyệt mỹ mang tầm vóc thời đại, La Di New City, nơi đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của viên ngọc quý nằm vui mình trong cát với vũ khúc sắc màu của biển xanh và nắng vàng.
nơi ngọn nguồn của năng lượng sống dạt dào chấp cánh những thành công. Lấy cảm hứng từ những con sóng mạnh mẽ, Lagi New City được tạo nên bởi sự kết hợp tinh tế giữa ba màu sắc chủ đạo, thưa quý vị. Màu xanh navy đậm tượng trưng cho sự giàu có, màu vàng hoàng kim tượng trưng cho sự thịnh vượng và màu cam tượng trưng cho giải trí sôi động. Hình tượng năm cánh sóng ở đây chúng ta thấy là ngũ khúc khải hoàn, tượng trưng cho phúc và sinh, mang ý nghĩa biểu tượng về một dự án khởi đầu cho sự thịnh vượng, thưa quý vị. Đất trời thì sẽ có là ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cuộc sống thì có ngũ phúc là phú, quý, thọ, khang, ninh, đúng không ạ? Không gian thì có năm hướng, đông, tây, nam, bắc và trung tâm. Lagi New City sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa đất và trời, giữa thiên nhiên và con người, giữa cổ điển và hiện đại. Và tiếp theo về định vị dự án, tên đầy đủ của dự án là Phức hợp Đô thị Thương mại Dịch vụ và Du lịch biển Lagi New City. Các thông tin tổng quan về dự án, chúng ta sẽ có những thông tin như sau ạ. Đầu tiên là về vị trí, là ở phường Phước Lộc, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Đơn vị phát triển dự án, tập đoàn Danh Khôi, tổng đại lý tiếp thị và phân phối công ty cổ phần DKRA Việt Nam. Quy mô diện tích dự án là 43,4 hectare, trong đó 4,2 hectare cảnh quan và tiện ích nội khu hoàn chỉnh, 4 hectare là thương mại dịch vụ. Mật độ xây dựng thì chỉ với 36,6% mà thôi quý vị nha. Cơ cấu sản phẩm sẽ gồm 1071 nhà phố thương mại biển, kết hợp cùng với 70 shop house biển, ngoài ra còn có 67 biệt thự biển. Phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển Lagi New City sở hữu vị trí chiến lược khi tọa lạc tại trung tâm vùng du lịch trọng điểm của khu vực phía Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Phan Thiết. Dự án kết nối thuận tiện và nhanh chóng với quốc lộ 55, tuyến đường huyết mạch kết nối nhiều khu vực quan trọng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, có thể kể đến như thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và cả Lâm Đồng. Ngoài ra thì dự án còn nằm ngay cái vị trí trung tâm của tuyến đường trục Đông Tây, liên kết các tỉnh miền Đông Nam Bộ và cả Tây Nguyên. Đặc biệt, phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển Lagi New City cũng là một dự án hiếm có sở hữu tứ cận. Phía đông giáp cảng cá Lagi, đây là một trong những cảng cá lớn nhất ở Bình Thuận và cả khu vực. Ở nơi đây thì hiện đang được quy hoạch phát triển là trung tâm dịch vụ kinh tế biển, cho nên là có tiềm năng rất là lớn. Ở phía tây và phía nam giáp biển Đông, đây là một điểm hiếm có của một dự án nào trên thị trường sở hữu được. Phía bắc là giáp đường bến Chương Dương, có thể kết nối giao thông một cách thuận tiện ngay khu vực dân cư hiện hữu đông đúc, tập trung kinh doanh buôn bán nhộn nhịp. Và yếu tố tứ cận này giúp cho Lagi New City hướng trọn tiềm năng tăng giá trị sử dụng đất cũng như hiệu suất sinh lời cho các hoạt động đầu tư. Với lợi thế nằm ngay khu dân cư hiện hữu, Lagi New City dễ dàng kết nối với các tiện ích ngoại khu. Chúng ta có thể kể đến như là 1 phút đến với cảng biển Lagi, 3 phút đến với chợ Lagi, 4 phút đến với trung tâm thương mại điện máy xanh, 10 phút đến với trung tâm vận tải hành khách liên tỉnh, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Coco Beach và 30 phút có thể đến thành phố và cả sân bay Phan Thiết. 1 giờ 30 phút có thể di chuyển đến thành phố biển Vũng Tàu hay là 2 giờ đồng hồ để đến với thành phố Hồ Chí Minh. Lagi New City thì sở hữu đường bờ biển gần 1,6 km, hướng đón gió đông nam mang đến mạch nguồn vượng khí cho cư dân. Lagi New City được thiết kế theo phong cách hiện đại nhưng mà vẫn mang đậm dấu ấn văn hóa của người dân địa phương. Chúng ta có thể thấy ở đây là các chi tiết trong thiết kế được lấy cảm hứng từ hình tượng cánh buồm hay là đường cong của sóng biển. Ngay cả màu sắc cũng gắn liền với biển, làng chài, ngư dân, tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa độc đáo, đúng không ạ? Ngoài ra thì không gian sống xanh, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường cũng là một yếu tố được chú trọng trong quá trình kiến tạo nên không gian sống lý tưởng cho cư dân. Dự án được quy hoạch đồng bộ, bài bản, chúng ta sẽ có là 3 phân khu chính. Thứ nhất, phân khu Sunrise Marina. Thứ hai, phân khu Pearl Harbor. Và thứ ba là phân khu Ocean Bay. Hãy cùng đến với từng phân khu quý vị nha. Phân khu đầu tiên là sân khu Sunrise Marina, sẽ bao gồm các khu vực thương mại Harbor Complex tại khu vực số 2 và Floating Boat Central tại khu vực số 3 trên mặt bằng tổng thể. Đây sẽ là nơi giao thoa giữa mới và cũ, giữa hiện đại và quá khứ, nơi tất cả cảm xúc hội tụ với những gian hàng địa phương và quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí cũng như là thưởng lãm của du khách, thưa quý vị. Các khu phố đi bộ như là Coral Walking Street, con đường bích họa hay là cung đường Bình Minh và cả con đường vượt sóng cũng sẽ là nơi kết nối tất cả mọi người với nhau trong những ngày lễ, ngày cuối tuần để từ đó có thể thưởng ngoạn các tiết mục trình diễn ngoài trời cực kỳ sôi động.
và cũng là nơi nghệ thuật đường phố phát huy hết vai trò của mình, thưa quý vị. Và quý vị có thể thấy ở đây là khu vực số 4 của chúng ta sẽ là khu chợ địa phương Vạn Chài Market. Đây là nơi bày bán mọi sản phẩm địa phương, là nơi để khám phá văn hóa bản địa cũng như là ẩm thực làng chài cực kỳ phong phú, quý vị nha. Bên cạnh đó là các khu nhà phố thương mại được thiết kế cực kỳ độc đáo. Và đương nhiên ở đây tại khu vực trung tâm số 9 sẽ không thể thiếu công viên trung tâm Marina Ocean Park với khu vui chơi trẻ em, mảng xanh bao phủ hay là hồ điều hòa sẽ đóng vai trò như là một máy điều hòa không khí tự nhiên, góp phần cân bằng sinh thái của chúng ta, mang tới một môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, từ đó cũng nâng cao chất lượng sống và đặc biệt là dành cho sức khỏe của những cư dân tương lai ở đây. Và ở đây quý vị có thể thấy là một số hình ảnh phối cảnh của phân khu Sunrise Marina để chúng ta dễ dàng hình dung được là diện mạo của phân khu này, như là cổng Bình Minh, khu cổng chính của dự án, phố đi bộ Coral Walking Street, khu thương mại Harbor Complex và Floating Boat Central. Ở phân khu tiếp theo đó chính là phân khu Burn Harbor. Hiện tại thì dự án chỉ có một cổng vào duy nhất mà thôi. Chính vì vậy trong thời gian tới thì tại phân khu Burn Harbor sẽ mở thêm một cổng hải đăng tại khu vực số 1. Quý vị có thể thấy rõ không ạ? Ở khu vực này sẽ được thiết kế là hình ảnh ngọn sóng vút cao hay là những dải màu sinh động của biển biểu trưng cho sự thân thiện và gần gũi với con người và cả thiên nhiên ở La Di. Phân khu này sẽ được bố trí khu công viên, khu phố đi bộ cũng như là khu chợ đêm phục vụ cho cư dân. Và đây là một số hình ảnh phối cảnh của phân khu Burn Harbor như là cổng hải đăng nè, phố Đại Dương, hồ Nguyện Ước, khu vực chợ đêm Harbor Night Market hay là ở khu căn hộ Harbor Lighthouse Apartment. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với phân khu Ocean Bay. Phân khu Ocean Bay thì nổi bật với hai tòa là Skyburn Landmark tại khu vực số 4, thưa quý vị, khu Floating Boat Coffee and Bar, view biển trực diện tại khu vực số 6. Mỗi phân khu tại La Di New City đều được bố trí công viên cây xanh, mang lại không gian sống trong lành cho cư dân. Và tại phân khu Ocean Bay này thì chúng ta cũng sẽ có là một công viên ngay sát bờ biển Sunset Ocean Park tại khu vực số 7. Và một số tiện ích như là vườn Sunset Garden, con đường đại dương hay là bậc thang ánh sáng, quý vị nha. Rồi còn có cả khu mua sắm để phục vụ nhu cầu giải trí, mua sắm ngay thềm nhà cho cư dân của phân khu Ocean Bay. Và Quang Quý cũng xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi một số hình ảnh phối cảnh của phân khu Ocean Bay ngay sau đây ạ. Chúng ta sẽ thấy là đây Sunset Garden hay là Floating Boat Coffee and Bar, con đường đại dương và cả con đường thổ cẩm và Sky Ocean Landmark, quý vị nha. Thưa quý vị, La Di New City sở hữu hệ thống tiện ích cực kỳ đa dạng, hiện đại và đẳng cấp bậc nhất khu vực với 4 chung cư cao tầng, kèm theo đó là 2 trường mầm non, có 4 công viên nội khu và cả 3 công viên bờ biển, quý vị nha. Không dừng lại ở đó, các khu trung tâm thương mại, khu mua sắm với các dịch vụ như nhà hàng, cà phê, cung đường bích họa, công viên trung tâm và cả hồ cảnh quan, khu chợ đêm, phố đại dương, quảng trường biển, mang đến cho cư dân của chúng ta những trải nghiệm đặc sắc và thú vị. Và đây tiếp tục là một số hình ảnh phối cảnh của các tiện ích nổi bật tại La Di New City. Đầu tiên thì chúng ta không thể nào mà không kể đến là Floating Boat Central. Hình ảnh như là một con thuyền bình yên nằm trên bờ cát, khách sạn boutique trang trí theo các phong cách khác nhau, rồi các quảng trường nối liền ra biển kết nối cả một dải phố dài, nơi tập trung những shop thời trang và cả là những dịch vụ sôi động nhất ở toàn khu vực. Cụm công viên nội khu đẳng cấp tại dự án bao gồm Marina Ocean Park, Sunset Ocean Park hay là Sea World Park và chúng ta còn có thêm là Waving Park, thưa quý vị. Và ở đây, khu shop house nhộn nhịp với những cửa hàng thời trang, giấy cà phê, khu ăn uống cao cấp. Các khu chợ đêm, chợ địa phương sẽ là nơi hội tụ những đặc sản địa phương từ ẩm thực, những món hải sản cực kỳ tươi ngon và hấp dẫn, cho đến là những gian hàng bày bán những món đồ truyền thống như là đồ gốm sứ, thổ cẩm hay là cả những vật dụng từ vỏ sò và ốc độc đáo. Đây chính là nơi để chúng ta khám phá văn hóa bản địa và ẩm thực làng chài phong phú. Tất cả đã tạo nên La Di New City, đô thị thịnh vượng bên vịnh biển. Và không dừng lại ở đó, cuối cùng Quang Quý cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã đồng hành cùng với tập đoàn Danh Khôi tại La Di New City, tổng đại lý tiếp thị và phân phối DKRA Việt Nam, đơn vị triển khai kinh doanh House Agent, tổng thầu liên danh công ty cổ phần xây dựng Central và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thế Sơn.